3, 2, 1. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hi, chào Long Nhật, chào Mặn xinh gái nha. Hi, chào chị Thủy. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục trở lại với quyển sách Lược Sử Vạn Vật. Và hôm nay chúng ta đến với chương số 11 của quyển sách này, Hạt Quắc của Master Mark. Chắc là mình vào đọc luôn nha, thấy mọi người vào cũng khá đông đủ rồi. Chương 11, Hạt Quắc của Master Mark. Năm 1919, một nhà khoa học người Anh là C.T. R. Wilson đã nghiên cứu sự hình thành của các đám mây bằng cách thường lặn lội đến đỉnh Ben Nevis, một ngọn núi nổi tiếng ẩm ướt ở Scotland, khi ông tình cờ phát hiện ra rằng hẳn phải có cách nào đó dễ hơn. Trở lại phòng thí nghiệm Cavendish, ông xây dựng một buồng mây nhân tạo, một thiết bị đơn giản để làm mát và làm ẩm không khí, một mô hình tạo mây phù hợp trong điều kiện phòng thí nghiệm. Thiết bị này hoạt động rất hiệu quả, nhưng lại có thêm một lợi ích đầy bất ngờ. Khi ông ở trong buồng để làm đám mây giả của mình, nó để lại một dấu vết nhìn thấy được, giống như là những vệt mà một chiếc máy bay để lại. Ông vừa phát minh ra máy dò hạt. Nó cung cấp bằng chứng đáng tin cậy cho thấy những hạt nhỏ hơn nguyên tử thực sự tồn tại. Sau đó, hai nhà khoa học Cavendish khác đã phát minh ra một thiết bị bắn chùm proton mạnh hơn nhiều. Trong khi ở California, Ernest Lawrence tại Đại học Berkeley đã cho ra đời máy cyclotron nổi tiếng rất ấn tượng, hay là máy gia tốc như lâu nay các thiết bị này vẫn được biết đến. Những thiết bị kỳ cục này đã thực sự hoạt động và cho đến nay vẫn hoạt động ít nhiều theo cùng một nguyên tắc. Đó là tăng tốc một proton hay một hạt mang điện với tốc độ vô cùng lớn trong ống, đôi khi là hình tròn, đôi khi là đường thẳng, sau đó để nó va đập với một hạt khác nhằm xem thứ gì sẽ văng ra. Đây là lý do chúng được gọi là máy gia tốc. Về mặt khoa học, phương pháp này không phải là tinh tế nhất, nhưng mà nhìn chung thì nó hiệu quả. Khi mà các nhà vật lý xây dựng được các máy móc to lớn và hiệu quả hơn, họ bắt đầu tìm ra và công bố các hạt hoặc họ hạt mà không đưa ra số nguyên tử của chúng, như là muon, pion, hyperon, mesons, chemisons, Higgs bosons, boson vector trung gian, baryon và tachyon. Ngay cả các nhà vật lý cũng bắt đầu cảm thấy không mấy dễ chịu. Nay chàng trai trẻ, nếu nhớ được hết tên của các hạt này, tôi hẳn đã trở thành một nhà thực vật học. Enrico Fermi đã trả lời khi mà có sinh viên hỏi ông tên một hạt cụ thể. Ngày nay, các máy gia tốc mang những cái tên mà Flash Gordon sẽ muốn dùng trong chiến đấu: máy gia tốc hạt Super Proton Synchrotron, vành và chạm electron positron lớn, máy gia tốc hạt lớn và máy gia tốc hạt ion tương đối nặng. Rất nhiều loại máy khác nhau ha, sử dụng nguồn năng lượng khổng lồ, một số chỉ được vận hành vào ban đêm để người dân xung quanh không thấy điện nhà họ sụt đi khi mà hệ thống máy móc được khởi động. Chúng có thể đẩy các hạt đến một trạng thái phi thường đến mức một electron có thể di chuyển 47.000 vòng quanh một đường hầm dài 7 km chỉ trong một giây. Người ta từng lo ngại rằng với sự nhiệt tình của mình, các nhà khoa học có thể vô tình tạo ra một lỗ đen hoặc là các hạt quark kỳ lạ. Về mặt lý thuyết, các hạt này có thể tương tác với các hạt hạ nguyên tử khác và sinh sôi một cách không thể kiểm soát được. Nếu bạn vẫn đang đọc được những dòng này, nghĩa là điều này chưa xảy ra. Cái hạt quá kỳ lạ thì mình có nghe tên rồi và nghe ở trên một cái kênh YouTube rất là lớn về khoa học. Cái tên nó khó đọc lắm, mình cũng không đọc, mà bắt đầu bằng chữ K, Kazengood hay gì á. Thì cái hạt quắc á, nó, cái hạt này rất kỳ lạ các bạn, là nó chạm vào hạt khác nó có thể lây cái bệnh của mình. Có nghĩa là cái hạt này chạm vào hạt khác nó sẽ khiến cho hạt khác bị phá vỡ và nó biến những cái hạt đó thành cái hạt quắc luôn. Đó các bạn có tưởng tượng, chỉ cần một cái hạt quắc kỳ lạ được tạo ra thôi là nó sẽ khiến cho toàn bộ cái hành tinh này trở thành những cái hạt quắc kỳ lạ và nó sẽ tan biến hết. Nó bắn vào trong vũ trụ ha, và nó tiếp tục lây lan sang những cái hành tinh khác, những cái ngôi sao khác, rất là ghê ha. Thì rất may mắn cái số lượng hạt quắc kỳ lạ ở trong vũ trụ nó rất là ít, và chúng ta vẫn chưa có tạo ra được cái hạt quắc kỳ lạ nào ha. Rất là may mắn.
Việc tìm kiếm các hạt đòi hỏi một khả năng nắm bắt nhất định. Chúng không chỉ nhỏ và nhanh mà còn tồn tại trong khoảng thời gian ngắn đến mức như muốn trêu ngươi các nhà khoa học là 10 mũ trừ 24 giây. Kể cả những hạt chậm chạp nhất trong số các hạt không ổn định này cũng không tồn tại quá 10 mũ trừ 7 giây. Đó, nghĩa họ cho hai hạt chạm nhau một cái phản ứng bùm ra một cái là chỉ trong tích tắc thôi là 10 mũ trừ 24 giây. Đó, nếu mà quan sát lâu hơn là sẽ không còn thấy cái hiện tượng nó xảy ra nữa. Một số hạt hầu như không thể nắm bắt. Cứ mỗi giây, trái đất đón nhận khoảng 10.000 tỷ 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 neutrino cực nhỏ, gần như không có khối lượng, chủ yếu được bắn ra từ các hạt nhân nóng bỏng của mặt trời, và hầu như tất cả chúng đều đi xuyên qua hành tinh của chúng ta, cũng như tất cả mọi thứ trên đó, bao gồm cả bạn và tôi. Như thế, chúng không tồn tại vậy. Nếu bắt được chỉ một vài hạt trong số đó, các nhà khoa học dùng những chiếc thùng chứa tới. Để mà bắt được một vài hạt trong số đó, các nhà khoa học dùng những chiếc thùng chứa tới 57.000 mét khối nước, nghĩa là nước với tương đối nhiều deuteri, đặt trong các buồng dưới mặt đất, thường là các hầm mỏ cũ, nơi chúng không thể bị các loại bức xạ khác tác động. Thông thường, một neutrino vãng lai sẽ va đập với một hạt nhân nguyên tử trong nước và tạo ra một luồng năng lượng nhỏ. Các nhà khoa học đo những luồng năng lượng này và bằng cách đó giúp chúng ta hiểu rõ hơn một chút những đặc tính cơ bản của vũ trụ. Vào năm 1988, các nhà quan sát Nhật Bản báo cáo rằng neutrino thực sự có khối lượng nhưng cực nhỏ, bằng khoảng 1 phần 10 triệu khối lượng của một electron. Electron nó nhỏ cỡ nào mà neutrino nó còn nhỏ chỉ bằng 1 phần 10 triệu thôi. Và các bạn thấy vật chất ở chúng ta đang sống là như vậy á, nhưng mà ở giữa những cái khoảng vật chất á, là sẽ có những khoảng trống gần như là vô tận đối với những cái hạt siêu nhỏ này ha. Nên chúng ta không tưởng tượng nổi là ở ngoài vũ trụ là mỗi giây là đón nhận 10.000 tỷ 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 một cái loại hạt neutrino cực nhỏ mà nó bắn xuyên qua từ đầu này của trái đất ha, nó bắn xuyên qua đầu bên kia của trái đất, tại vì giữa những cái nguyên tử nó rất là nhỏ ha, nó rất là nhỏ và còn rất nhiều khoảng trống để cho những cái hạt này nó đi xuyên qua, thì chỉ trong một vài trường hợp hơn thôi thì những hạt neutrino này sẽ va đập với những cái hạt ở trong hồ nước mà các nhà khoa học đã để dưới hầm mỏ cũ, thì họ mới đo được cái phản ứng nó xảy ra. Ngày nay, thứ thực sự cần để tìm ra các hạt là tiền, và thật nhiều tiền. Có một mối quan hệ tỷ lệ nghịch kỳ lạ trong vật lý hiện đại giữa độ nhỏ của thứ được tìm kiếm và cơ sở vật chất cần để tìm ra nó. CERN, tổ chức nghiên cứu hạt nhân châu Âu, giống như là một thành phố nhỏ, trải dài theo biên giới của Pháp và Thụy Sĩ. Nó được 3.000 người vận hành và chiếm một vị trí rộng tới hàng km vuông. CERN tự hào về một chuỗi nam châm nặng hơn tháp Eiffel và một đường hầm dài khoảng 26 km. Bạn thấy nó kinh khủng chưa? Hôm bữa mình có mở Google Maps cho mọi người coi rồi ha. Cái viện nghiên cứu CERN này nè là CERN. Đập vỡ các nguyên tử, như là James Trefield đã nói, là một việc dễ dàng. Bạn làm việc đó mỗi lần bạn bật một bóng đèn huỳnh quang. Tuy nhiên, đập vỡ một hạt nhân nguyên tử lại là việc tiêu tốn khá nhiều tiền và đòi hỏi một nguồn điện khổng lồ. Khi mà xuống tới cấp độ hạt quark, hạt tạo ra các loại hạt, đòi hỏi chi phí còn cao hơn nữa. Hàng nghìn tỷ vôn điện và ngân sách cần thiết tương đương với ngân sách của một nước nhỏ ở Trung Mỹ. Chiếc máy gia tốc hạt lớn của CERN được đưa vào sử dụng năm 2005, tiêu tốn 14.000 tỷ vôn và cần khoảng 1,5 tỷ đô la để chế tạo. Một con số rất khổng lồ. Xong, những con số này chưa là gì nếu so với những gì phải bỏ ra cũng như thu được từ chiếc máy siêu gia tốc hạt được bắt đầu tạo ra từ thập kỷ 1980 gần Waxahachie, Texas, nhưng tiếc rằng nó không bao giờ trở thành hiện thực do không nhận được sự đồng thuận từ Quốc hội Hoa Kỳ. Họ dự định sẽ dùng chiếc máy này để cho phép các nhà khoa học thăm dò bản chất tối hậu của vật chất bằng cách tái tạo gần như toàn bộ các điều kiện của vũ trụ trong 1 phần 10.000 tỷ giây đầu tiên. Kế hoạch là phóng các hạt qua một đường hầm dài 84 km với mức năng lượng thực sự đáng kinh ngạc là 99.000 tỷ vôn. Đây là một kế hoạch vĩ đại, có thể sẽ tiêu tốn 8 tỷ đô la để xây dựng. Con số này cuối cùng lên tới 10 tỷ đô la và hàng trăm triệu đô la mỗi năm để mà duy trì. Đây có lẽ là ví dụ điển hình nhất trong lịch sử về việc đổ tiền xuống một lỗ nhỏ trên mặt đất.
Quốc hội ban đầu đồng ý chi 2 tỷ đô la cho dự án này, nhưng đã hủy bỏ nó vào năm 1993, sau khi 22 km đường hầm đã được đào. Texas có thể tự hào vì sở hữu cái lỗ đắt nhất vũ trụ. Nơi này, theo những gì tôi được anh bạn Jeff Kuhn làm việc cho tờ Fort Worth Star-Telegram kể lại, thì chỉ là một cánh đồng trống trải, mênh mông, xung quanh là một vài thị trấn nhỏ buồn tẻ nằm rải rác. Từ khi siêu dự án này bị bỏ lỡ, các nhà vật lý hạt đã hạ thấp kỳ vọng của họ một chút, nhưng ngay cả những dự án khiêm tốn nhất cũng tốn kém vô cùng so với bất cứ thứ gì khác. Một điểm quan sát neutrino tại khu mỏ Homestead cũ ở Leeds, Nam Dakota sẽ tốn 500 triệu đô la Mỹ để xây dựng. Đây là một hầm mỏ đã được đào sẵn, chưa kể chi phí duy trì hoạt động hàng năm. Các chi phí chuyển đổi chung sẽ tiêu tốn khoảng 281 triệu đô la. Trong khi đó, một máy gia tốc hạt tại Fermilab ở Illinois tiêu tốn khoảng 260 triệu đô la để tái trang bị. Để tìm ra những thứ rất nhỏ cần những cái khoản tiền rất lớn ha, xây dựng những cỗ máy rất khổng lồ mới tìm ra được những cái thứ siêu nhỏ. Tóm lại, vật lý hạt là một ngành kinh doanh cực kỳ tốn kém nhưng cũng rất hiệu quả. Ngày nay, số hạt đếm được đã lên đến tới hơn 150, với trên 100 hạt nữa vẫn đang thuộc diện hoài nghi. Không may là, theo lời của Richard Freeman, rất khó để có thể hiểu được mối quan hệ giữa các hạt này và tự nhiên cần chúng để làm gì hoặc liên kết giữa chúng. Điều không tránh khỏi là cứ mỗi khi chúng ta mở được một chiếc hộp, lại có một chiếc hộp bị khóa đang chờ ở trong. Một số người cho rằng có các hạt gọi là Tachyon với tốc độ di chuyển còn nhanh hơn ánh sáng. Những người khác vẫn mong tìm ra các hạt Graviton, nguồn gốc của lực hấp dẫn. Liệu đâu sẽ là điểm đáy mà chúng ta không thể đi sâu hơn là câu hỏi vẫn đang bỏ ngỏ. Carl Sagan trong cuốn Vũ trụ đã đưa ra khả năng rằng nếu đi sâu vào một electron, bạn có thể sẽ phát hiện rằng bản thân nó cũng là một vũ trụ. Điều này gợi tới những câu chuyện khoa học viễn tưởng của thập niên 1950. Bên trong nó, electron được sắp xếp thành các cấu trúc tương đương thiên hà và các cấu trúc nhỏ hơn. Đó là vô số những hạt cơ bản khác với kích thước nhỏ hơn rất nhiều. Và bản thân chúng cũng là các vũ trụ ở cấp độ tiếp theo. Cứ như thế đi sâu mãi mãi, các vũ trụ nằm trong các vũ trụ không có tận cùng và cả chiều đi lên cũng vậy. Như vậy, cái câu chuyện mà vũ trụ nằm trong những cái hạt nguyên tử, nằm trong những hạt electron, vũ trụ chứa vũ trụ ha, không phải là chuyện giả tưởng mà người ta nghĩ ra, mà ngay cả những nhà khoa học cũng có người tin là có việc đó luôn nha. Carl Sagan là một cái nhà khoa học rất nổi tiếng, viết ra cuốn sách vũ trụ ha, The Universe. Đối với hầu hết chúng ta, đây là một thế giới vượt quá khả năng hiểu biết. Để đọc được một bản chỉ dẫn cơ bản nhất về vật lý hạt ngày nay, bạn cần phải vượt qua những đám từ vựng như thế này. Các pion và phản pion mang điện phân rã lần lượt thành một muon kèm theo phản neutrino và một phản muon kèm theo một neutrino với vòng đời khoảng 2603 nhân cho 10 mũ trừ 8 giây. Không hiểu gì luôn ha. Vân vân, hay tương tự thế, đây là đoạn trích từ một cuốn sách dành cho độc giả đại chúng được viết bởi một trong những người có khả năng diễn giải thông suốt nhất, đó là Stephen Weinberg. Người diễn giải tốt nhất rồi mà đọc còn không hiểu gì cả. Và những năm 1960, trong nỗ lực đơn giản hóa hơn nữa các vấn đề, nhà vật lý học Murray Gell-Mann đã đề xuất một mô hình hạt mới, theo lời của Stephen Weinberg. Mục đích cơ bản là mô hình hóa phần nào cơ cấu tổ chức của vô số hadron, một khái niệm tổ hợp được các nhà vật lý sử dụng cho proton, neutron và các hạt khác chịu sự điều chỉnh bởi lực hạt nhân mạnh. Lý thuyết của Gell-Mann là mọi hadron đều được tạo ra bởi các hạt nhỏ hơn và thậm chí cơ bản hơn. Đồng nghiệp của ông là Richard Feynman đã định gọi các hạt cơ bản mới này là Barton nhưng bị phản đối. Thay vào đó, chúng được gọi là hạt quark. À, hạt quark ha. German lấy tên gọi này từ một dòng trong cuốn Finnegan Wake ha. Ba tiếng quark cho Mustermark. Sự sơ cấp cơ bản của hạt quark không tồn tại lâu. Khi người ta hiểu về nó, sự cần thiết phải tìm ra những bộ phận nhỏ hơn sẽ lại xuất hiện. Dù các hạt quark quá nhỏ để có màu hay vị hoặc bất cứ đặc tính vật lý nào khác mà chúng ta có thể nhận ra, nhưng chúng được xếp thành 6 loại.
lên xuống là hấp dẫn đỉnh đáy mà các nhà vật lý đề cập tới một cách lạ lùng như là các hướng. Và những loại này được xếp thành các màu đỏ, xanh lá và xanh dương. Cuối cùng, từ tất cả những thứ này xuất hiện ra một thứ được gọi là mô hình chuẩn, tên tiếng Anh là Standard Model. Về cơ bản, đây là một loại túi phụ tùng dành cho thế giới hạo nguyên tử. Mô hình chuẩn bao gồm 6 hạt quark, 6 hạt lepton, 5 hạt boson đã được biết đến và một hạt thứ 6 được tuyên đoán. Hạt boson Higgs được đặt tên theo nhà khoa học người Scotland Peter Higgs, cùng với 3 trong số 4 lực vật lý, lực hạt nhân mạnh, yếu và lực điện từ. Cấu tạo cơ bản của mô hình là hạt quark nằm giữa các khối xây dựng cơ bản của vật chất. Chúng được kết nối bởi các hạt gọi là gluon. Các hạt quark và gluon cùng nhau tạo ra proton và neutron. Các thành phần của hạt nhân nguyên tử. Lepton là nguồn gốc của các electron và neutrino. Hạt quark và hạt lepton được gọi chung là các hạt fermion. Hạt boson được đặt tên theo nhà vật lý người Ấn Độ là S.N. Bose, là các hạt tạo ra và mang lực, bao gồm các photon và gluon. Hạt boson Higgs có thể tồn tại hoặc không, nó được tạo ra đơn giản chỉ như cách tạo ra các hạt có khối lượng. Ok, mình thống kê lại nha. Bây giờ các bạn biết một cái hạt nguyên tử rồi đúng không? Nguyên tử là chúng ta thường biết là sẽ có một proton ở giữa, electron quay xung quanh. Thì những cái hạt proton á và neutron á là được cấu tạo bởi những cái hạt quark. Thì các hạt quark được liên kết bởi những cái hạt gluon. Đó, thì như vậy quark và gluon sẽ tạo ra các proton và neutron. Và ở đây mình cứ nghĩ là electron là hạt rất nhỏ rồi, không có hạt để tạo ra electron, nhưng mà thật ra thì có. Electron và neutrino. Đó, neutrino còn nhỏ gấp rất nhiều lần so với electron ha. Thì những hạt electron và neutrino thì được tạo từ những hạt lepton ha. Hạt lepton. Còn hạt boson là những cái hạt tạo ra photon và gluon. Photon là ánh sáng á, ánh sáng mà chúng ta nhìn thấy á là nhờ những cái hạt boson ha. Chúng ta thường biết nó là photon thôi, nhưng mà photon thì được tạo ra từ những hạt boson, hạt nhỏ hơn nữa. Ok, boson Higgs thì có thể tồn tại hoặc không ha. Này chúng ta chưa chắc là có hay không. Tất cả chỉ có vậy. Dù mô hình này hơi khó sử dụng một chút, nhưng đây là mô hình đơn giản nhất có thể giải thích mọi thứ xảy ra trong thế giới của các hạt. Tất cả những gì các nhà vật lý cảm thấy, như là Leon Lederman đã nhận xét vào năm 1985 trong một bộ phim tài liệu truyền hình, đó là mô hình chuẩn thiếu sự tinh tế và đơn giản. Mô hình chuẩn là cái tên nha, cái tên riêng nha. Nó quá phức tạp và có quá nhiều thông số giả định, Lederman nói. Chúng ta không thực sự nhìn thấy đấng sáng thế thắt 20 nút để tạo ra 20 thông số cấu tạo nên vũ trụ như chúng ta đang giả định. Vật lý thực sự không khác gì một cuộc tìm kiếm yếu tố cơ bản tối thượng, nhưng cho đến nay tất cả những gì chúng ta có được là một đống lộn xộn tao nhã, hay như cách nói của Lederman là có thể cảm nhận một cách sâu sắc rằng bức tranh này không đẹp. Đó, tuy rằng rất nhiều hạt nhưng mà nó cũng chưa có hoàn chỉnh, nó vẫn còn thiếu rất nhiều ha. Mô hình chuẩn không chỉ vô duyên mà còn thiếu hoàn chỉnh, bởi vì nó không đề cập tới trọng lực. Đọc qua mô hình chuẩn, bạn sẽ không hề thấy thông tin lý giải tại sao khi bạn đặt một chiếc mũ lên bàn, nó không bay lên trần nhà. Hoặc như chúng ta vừa lưu ý, liệu nó có thể lý giải khối lượng hay không? Để tạo ra khối lượng cho các hạt, chúng ta đã đưa ra khái niệm hạt boson Higgs, trong khi việc hạt này có tồn tại hay không vẫn còn là bí ẩn đối với các nhà vật lý của thế kỷ thứ 21. Như là Feynman đã nhận xét một cách hóm hỉnh. Thế là chúng ta đã bị kẹt trong một thuyết mà chúng ta không biết là nó đúng hay sai, nhưng chúng ta biết rằng nó sai một chút, hoặc ít nhất là không hoàn chỉnh. Trong nỗ lực kéo mọi thứ lại với nhau, các nhà vật lý đã đưa ra thuyết siêu dây. Thuyết này mặc nhiên công nhận rằng những thứ như hạt quark và lepton mà chúng ta cho là các hạt thực ra lại là những sợi dây. Những sợi năng lượng lan tỏa dao động theo 11 chiều, bao gồm 3 chiều mà chúng ta biết cộng thêm chiều thời gian và 7 chiều khác mà chúng ta chưa biết. Các dây này nhỏ đến mức chúng có thể được xem như là các hạt dạng chấm.
Ok, cái này là lý thuyết dây mà hôm bữa có bạn hỏi đó, là liên kết giữa các chiều không gian lại với nhau ha, có tới 11 chiều. Bằng cách đưa vào thêm các chiều, thuyết siêu dây cho phép các nhà vật lý xếp các định luật lượng tử và trọng lực vào trong cùng một gói nhỏ gọn. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc bất cứ điều gì mà các nhà khoa học nói theo thuyết này cũng bắt đầu có vẻ đáng lo ngại, giống như những tư tưởng khiến bạn muốn tránh qua một bên nếu chúng được truyền đạt bởi một người lạ mặt ngồi cùng ghế đá trong công viên. Ví dụ, đây là cách nhà vật lý Michio Kaku giải thích cấu trúc vũ trụ theo quan điểm siêu dây. Đó, mọi người nghe thử có hiểu nổi cái thuyết siêu dây không nha. Lý thuyết dây nè, chuỗi ưu thế bao gồm một dây đóng có hai loại dao động cùng chiều và ngược chiều kim đồng hồ và được đối xử khác nhau. Các dao động cùng chiều kim đồng hồ tồn tại trong một không gian 10 chiều. Các dao động ngược chiều kim đồng hồ tồn tại trong một không gian 26 chiều. Trong đó 16 chiều đã được thu gọn. Chúng ta nhớ lại rằng trong 5 chiều ban đầu của Kaluza, chiều thứ 5 được thu gọn bằng cách gói gọn trong một vòng tròn. Cứ như vậy, nó kéo dài khoảng 350 trang ha. Thôi check comment cái rồi tiếp tục. Thật sự luôn á, là tại vì mình có biết về lập trình mà trên máy tính các bạn, thì nổi cái việc lập trình thôi là một cái bài toán logic thôi á. Mà khi mà các bạn dấn sâu vào cái thế giới đó, bạn sẽ thấy có những người có những cái bộ óc họ nghĩ là những cái bộ mã rất là kinh khủng ha, mà không tài nào chúng ta nội họ viết ra rồi mà chúng ta đọc để hiểu nổi thôi á, là hiểu không nổi đó, chứ chưa kể gì viết ra được như họ. Thì còn bây giờ cái nhà khoa học này, đó giờ mình cứ tưởng chỉ có 11 chiều thôi, có nghĩa là không gian chúng ta đang sống là 3 chiều, thêm một chiều thời gian nữa là 4 chiều ha, là hiểu như vậy là đơn giản nhất. Đó, bây giờ lên 5 chiều là thấy khó khăn rồi. 6, 7, 8 chiều là khó hình dung ra nổi rồi. Mà trong cuốn sách của ông này là tới 26 chiều không gian, trong đó 16 chiều đã được thu gọn ha. Mình cũng không tưởng tượng nổi là làm sao mà cái nhà khoa học này có thể tưởng tượng nổi ra bao nhiêu đó chiều, và làm sao để biết cái nào ở chiều nào ha. Hi, chào Tracy nha. Chào Hải Dương. Hi, chào Bảo. Hải Dương chia sẻ mong chờ sẽ tìm ra sự sống của vũ trụ trong vũ trụ đó, thay vì phải phi cái tàu vũ trụ bay ra xa hàng trăm km để tìm sự sống. Ok Hải Dương ơi, công việc đó cũng rất khó ha. Các bạn cứ tưởng tượng đi, nếu như mà một electron cũng chứa một vũ trụ ở trong đó, thì chúng ta phải xây dựng một cái kính lúp mà có thể nhìn thấy cái electron đó đã. Cái kính lúp mà nhìn thấy electron là đã khó rồi, và bây giờ nhìn thấy một cái thiên hà ở trong electron đó, rồi phóng to hơn nhìn thấy một cái ngôi sao ở trong cái thiên hà đó, rồi nhìn thấy một cái hành tinh trong cái ngôi sao đó nữa, là nó còn khó hơn rất nhiều so với việc thà phóng cái tàu vũ trụ bay ra cái thiên hà khác. Mình nghĩ như vậy, hoặc là chế ra một cái kính nhìn ra ngoài những cái ngôi sao ở ngoài kia nó còn đơn giản hơn, chế ra được cái kính mà nhìn được trong cái vũ trụ của một hạt electron là nó còn khó hơn rất nhiều. Thuyết siêu dây còn kéo thêm thuyết M, theo đó nó kết hợp các bề mặt được các tâm hồn sanh điệu của thế giới vật lý biết đến như là các màng. Song tôi e rằng thuyết này nằm trên cao tốc tri thức, nơi đa số chúng ta phải bỏ cuộc. Đây là một câu trích dẫn từ tờ New York Times, giải thích nó theo cách đơn giản nhất để độc giả đại chúng có thể hiểu được. Người ta nói cách đơn giản thôi nhưng mà nó cũng không đơn giản ha. Quá trình epirotic bắt đầu từ rất xa trong quá khứ vô định, với một cặp màng phẳng trống rỗng đặt song song trong một không gian 5 chiều bị biến dạng. Hai màng này tạo nên những bức tường của những chiều thứ 5, có thể đã sinh ra từ hư vô như một biến động lượng tử trong quá khứ xa hơn và sau đó trôi ra xa nhau. Không ai tranh cãi, cũng không ai hiểu gì. Thật tình cờ, Epirotic gốc là tiếng Hy Lạp, nghĩa là đám cháy lớn. Các vấn đề trong vật lý ngày nay đã đạt đến mức độ như Paul Davies nhấn mạnh trên tạp chí Nature, đó là những người không có chuyên môn hầu như không thể phân biệt giữa những kẻ khùng hợp pháp và những kẻ hoàn toàn lập dị. Vấn đề xuất hiện một cách thú vị vào mùa thu năm 2002, khi mà hai nhà vật lý học người Pháp, hai anh em sinh đôi, Igor và Grishka
Bogdanov đề xuất một thuyết mật độ đầy tham vọng, trong đó chứa đựng những khái niệm như là thời gian giả tưởng, điều kiện Kubo-Schwinger-Martin và dự định mô tả môi trường hư không của vũ trụ trước vụ nổ Big Bang, một giai đoạn luôn được xem là bất khả tri vì nó tồn tại trước khi vật lý cùng các đặc trưng của nó ra đời. Hai, chào Thắng nha. Gần như ngay lập tức, thuyết Bogdanov đã khơi lên cuộc tranh luận giữa các nhà vật lý về việc liệu đây là những lời tầm bậy, là công trình nghiên cứu của một thiên tài hay là một kẻ lừa bịp. Về mặt khoa học, nó gần như vô nghĩa. Nhà vật lý Đại học Columbia Peter Ward đã tuyên bố trên tờ New York Times. Nhưng ngày nay điều đó không khiến nó khác biệt nhiều so với đa phần các tài liệu khác. Karl Popper, người mà Stephen Weinberg đã gọi là vị trưởng lão của các nhà triết học khoa học hiện đại, từng cho rằng sẽ không có một học thuyết tối hậu về vật lý, thay vào đó, mỗi lời giải thích sẽ đòi hỏi những lời giải thích cặn kẽ hơn nữa, tạo thành một chuỗi những nguyên lý ngày càng cơ bản. Khả năng ngược là tri thức này có thể vượt ra ngoài tầm hiểu biết của chúng ta. Weinberg đã viết trong cuốn Dream of a Final Theory, tạm dịch là những giấc mơ về một học thuyết tối hậu, rằng cho đến nay, điều không may là dường như chúng ta vẫn chưa đi đến giới hạn của các nguồn lực trí tuệ. Đây là một lĩnh vực gần như chắc chắn sẽ có nhiều sự phát triển hơn nữa về tư duy, và gần như chắc chắn sẽ những tư duy này sẽ vượt qua tưởng tượng của đa số chúng ta. Trong khi các nhà vật lý ở những thập niên giữa của thế kỷ 20 đang bối rối xoay sở trong thế giới của những thứ rất nhỏ, thì các nhà thiên văn học cũng gặp phải sự bất toàn không kém trong khi tìm hiểu về vũ trụ ở tầm vĩ mô. Khi chúng ta gặp Edwin Hubble, như vậy là ở cái tầm vĩ mô là tầm nguyên tử, chúng ta cũng gặp khó khăn. Tầm vĩ mô là tầm những vũ trụ, tầm ngôi sao, tầm thiên hà, chúng ta cũng gặp khó khăn ha. Khi chúng ta gặp Edwin Hubble lần cuối cùng, ông đã xác định rằng gần như mọi thiên hà trong tầm nhìn của chúng ta đang ngày một rời xa chúng ta. Với tốc độ cũng như khoảng cách của sự rút lui này mang tính tỷ lệ, thiên hà ở càng xa, tốc độ di chuyển của nó càng nhanh. Hubble nhận thấy rằng điều này có thể được biểu diễn bằng một công thức đơn giản, HO bằng V chia D, trong đó HO là một hằn số, V là tốc độ thoái lui của một ngân hà và D là khoảng cách giữa nó với chúng ta. HO, HO á, hằng số Hubble, mình không biết đọc thế nào là chính xác ha, mà mình cứ đọc là HO đi ha. Hay là H0 á, H0 á. H0, hằng số Hubble, là một phần của định luật Hubble. Sử dụng công thức này, Hubble đã tính được vũ trụ rơi vào khoảng 2 tỷ năm tuổi. Điều này hơi ngớ ngẩn vì ngay từ cuối những năm 1920 đã có bằng chứng cho thấy rất nhiều thứ trong vũ trụ, trong đó có trái đất, còn già hơn thế nhiều. Việc hiệu chỉnh con số này đã trở thành mối bận tâm của ngành khoa học vũ trụ. Điều gần như duy nhất không thay đổi ở hằng số Hubble là bất đồng về giá trị được gán cho nó. Vào năm 1956, các nhà thiên văn học phát hiện ra rằng các biến quang surface mang tính biến động nhiều hơn những gì họ nghĩ. Họ tính toán lại và đưa ra một độ tuổi mới cho vũ trụ nằm vào khoảng 7 tỷ và 20 tỷ năm, không chính xác tuyệt đối nhưng ít nhất đủ già để bao trùm sự hình thành của trái đất. Trong những năm đó nổ ra một cuộc tranh luận mà sẽ còn kéo dài rất lâu giữa Alan Sandage, hậu duệ của Hubble tại Mount Wilson, và Gerard de Vancouver, một nhà thiên văn học gốc Pháp đang làm việc tại Đại học Texas. Sandage, sau nhiều năm tính toán cẩn thận, đã gán giá trị cho hằng số Hubble là 50 và vũ trụ có số tuổi là 20 tỷ năm. De Vancouver cũng khá chắc chắn rằng hằng số Hubble là 100. Điều này có nghĩa là kích thước và tuổi tác vũ trụ của ông chỉ bằng một nửa niềm tin của Sandage 10 tỷ năm. Một vấn đề trở nên không chắc chắn khi mà vào năm 1994, một đội từ đài quan sát Carnegie ở California sử dụng kết quả đo đạc của kính viễn vọng vũ trụ Hubble đã cho rằng vũ trụ có thể chỉ vào khoảng 8 tỷ năm tuổi. Một độ tuổi mà họ phải thừa nhận rằng còn trẻ hơn nhiều ngôi sao trong vũ trụ. Vào tháng 2 năm 2003, một nhóm nhà khoa học NASA và Trung tâm Du hành Vũ trụ ở Maryland đã sử dụng một vệ tinh tầm xa mới có tên là tàu thăm dò vi sóng bất đẳng hướng Wilkinson, tuyên bố chắc chắn rằng tuổi của vũ trụ là 13,7 tỷ năm, có thể xê dịch trong khoảng một vài trăm triệu năm. Mọi vấn đề tạm lắng xuống tại đây, ít nhất là tạm thời.
Khó khăn trong việc đưa ra những xác quyết cuối cùng nằm ở chỗ thường có vô số khoảng trống để giải thích. Đây là cái phần giải thích người ta tính ra tuổi vũ trụ như thế nào nha. Hãy tưởng tượng bạn đứng trên một cánh đồng vào ban đêm và quyết định tính xem hai ngọn đèn điện cách đó bao xa. Sử dụng những công cụ thiên văn học khá đơn giản, bạn có thể xác định được bằng rằng các bóng đèn có độ sáng như nhau và một bóng, chẳng hạn, cách ta gấp rưỡi so với bóng kia. Tuy nhiên, bạn không thể chắc chắn liệu có phải nguồn sáng gần hơn phát ra từ một bóng đèn 58W đó. Đọc lại câu đó nha. Tuy nhiên, bạn không thể chắc chắn liệu có phải nguồn sáng gần hơn phát ra từ một bóng đèn 58W cách đó 37m hay từ một bóng đèn 61W cách đó 36,5m. Chưa kể, bạn còn phải tính đến những yếu tố nhiễu gây ra bởi sự thay đổi của khí quyển trái đất, bụi như các thiên hà, ánh sáng bị lẫn bởi các ngôi sao gần hơn và nhiều yếu tố khác. Kết quả là phép tính của bạn dựa trên một loạt các giả định lồng vào nhau, trong đó mỗi giả định đã có thể trở thành một đề tài tranh luận. Một vấn đề nữa. Ok, cái phần đó là mình giải thích như đơn giản là giống như có hai bóng đèn, chúng ta nhìn vào thì trong điều kiện mà chúng ta đặt ra là cái bóng đèn đó nó sáng y chang như nhau đó, thì chúng ta mới đo là cái độ sáng của cái bóng đó nó ít hơn cái bộ sáng của bóng này, thì chứng tỏ cái bóng bên này á nó xa hơn, tại vì nó xa hơn chúng ta thấy nó ít sáng hơn đó. Nhưng mà chúng ta đặt cái giả thuyết là hai bóng đèn nó y chang nhau, không khác một chút gì đó, nhưng mà nó còn rất nhiều yếu tố khác mà chúng ta cũng phải đặt giả thuyết. Chẳng hạn như trong môi trường của chúng ta có cái gì che mờ đi cái bóng đèn không, vân vân ha. Thì cái việc mà xác định những cái ngân hà, những cái thiên hà mà nó đang cách xa chúng ta dựa vào cái độ sáng tiêu chuẩn á, độ sáng surface á, thì nó còn không chính xác, tại vì chúng ta đặt cái giả thuyết là độ sáng đó nó không đổi so với các ngôi sao kiểu đó, độ sáng nó không đổi, có nghĩa là nó cùng cường độ á. Nhưng mà đó cũng là một cái giả định ha, mà mỗi giả định là một cái đề tài để tranh luận, chưa kể là cái sự nhiễm sáng của những cái thiên hà gần đó, những ngôi sao gần đó, khiến chúng ta cũng có cái kết quả khác đi. Một vấn đề nữa là việc tiếp cận với cái kính viễn vọng luôn mất phí, và việc đo đạt những sự thay đổi đổi phổ đỏ luôn đắt một cách đáng kể trong thời đại của kính thiên văn. Ta có thể phải mất cả đêm để được tiếp xúc với nó một lần. Do đó, các nhà thiên văn học đôi khi bị áp lực hoặc sẵn sàng đưa ra kết luận dựa trên bằng chứng ít ỏi. Trong ngành vũ trụ học, như là nhà báo Jeffrey Clark đã chỉ ra, chúng ta có một núi lý thuyết được xây dựng trên một mô đất bằng chứng. Hay như là Martin Rees nói, sự băng lòng của chúng ta hiện nay với mức độ hiểu biết hiện tại có thể phản ánh những hạn chế dữ liệu hơn là sự xuất sắc của lý thuyết. Tình cờ, sự không chắc chắn này liên quan tới những thứ tương đối gần cũng như là các vùng xa xôi của vũ trụ. Như là Donald Goldsmith lưu ý, khi mà các nhà thiên văn học nói rằng thiên hà M87 cách ta 60 triệu năm ánh sáng, thì điều mà họ thực sự nghĩ, nhưng dường như không nhấn mạnh với đại chúng, là nó nằm cách xa ta trong khoảng từ 40 cho tới 90 triệu năm ánh sáng. Và đó là những vấn đề không hề giống nhau. Thông thường, trước vũ trụ, mọi thứ sẽ được phóng đại một cách tự nhiên. Với tất cả những sự ồn ào xung quanh các tuyên bố mới nhất, chúng ta còn lâu mới đi đến được thống nhất. Một lý thuyết thú vị được đề xuất gần đây là vũ trụ không lớn như là chúng ta vẫn nghĩ. Và nếu nhìn vào khoảng cách một vài thiên hà, chúng ta có thể sẽ thấy hình ảnh phản chiếu, vốn là những hình ảnh ma mị được tạo thành bởi ánh sáng hắt lại. Sự thật là, có rất nhiều thứ ở mức độ khá cơ bản mà chúng ta không biết, không chỉ riêng chuyện vũ trụ bao gồm những gì. Khi các nhà khoa học tính toán lượng vật chất cần thiết để giữ các vật chất với nhau, chúng luôn thiếu một cách tuyệt vọng. Dường như ít nhất 90% vũ trụ và có lẽ đến 99% được cấu tạo bởi vật chất tối của Fritz-Zwicky, một thứ mang bản chất vô hình đối với chúng ta. Có lẽ sẽ thật khó chịu khi nghĩ rằng chúng ta sống trong một vũ trụ mà phần lớn trong đó chúng ta không thể nhìn thấy. Nhưng thực tế là thế. Ít nhất tên của hai thủ phạm tiềm năng chính có vẻ khá thú vị. Người ta cho chúng là WIMPs, viết tắt của Weakly Interacting Massive Particle, các hạt mang khối lượng lớn nhưng lực tương tác yếu. Có thể là các đốm vật chất vô hình còn sót lại từ vụ nổ Big Bang, hoặc là MACHOS, viết tắt của chữ Massive Compact Halo Object, một vật thể halo nén mang khối lượng, chỉ đơn thuần là tên của các lỗ đen, sao lùn nâu và những ngôi sao rất mờ khác.
Các nhà vật lý lượng tử có xu hướng ủng hộ cách giải thích Wim, còn các nhà thiên văn học thì sẽ thiên về macho. Đã có lúc macho chiếm ưu thế, nhưng chúng không được phát hiện đủ nhiều nên thiện cảm lại trở về phía Wim, cùng với vấn đề là chưa từng có Wim nào được phát hiện. Bởi chúng tương tác yếu nên cho dù có tồn tại thì cũng rất khó để nhận dạng chúng. Các tia vũ trụ thường gây ra quá nhiều yếu tố nhiễu. Chính vì thế mà các nhà khoa học phải đi sâu vào lòng đất. Cứ xuống sâu 1 km, cuộc oanh tạc vũ trụ chỉ còn cường độ bằng 1/1000000 cường độ trên mặt đất. Nhưng ngay cả thế, 2/3 vũ trụ vẫn như biến mất. Như là một nhà bình luận đã nói, tính tới thời điểm hiện nay, chúng ta gọi chúng là DUNOS, Dark Unknown Non-Refractive Non-Detectable Object Somewhere. Cái nhất rất là nhiều thuật ngữ ha. Các vật thể tối ở đâu đó không phát hiện được, không phản ánh được, không xác định được. Ok, như vậy thì cứ hiểu đơn giản là vật chất tối và năng lượng tối là những thứ gì đó mà chúng ta nghĩ là nó có đó đó. Đó, nhưng mà chúng ta chưa tìm ra được cách chứng minh, chưa phát hiện ra được nó ha. Nhưng mà theo những gì chúng ta quan sát thì nó chắc chắn là phải có một cái năng lượng tối, một cái vật chất tối ở ngoài vũ trụ, nó nằm ngoài kia, để cho vũ trụ nó hoạt động giống như bây giờ. Nhưng mà chúng ta chưa tìm được, nên chúng ta đặt cho nó là vật chất tối và năng lượng tối, chứ không phải là nó có màu đen ha. Ta hay nghe vật chất tối, năng lượng tối, cứ tưởng tượng như là nó là một cái loại vật chất, một cái gì đó mà chúng ta thấy được và nó màu đen nên đặt là năng lượng tối, vật chất tối. Nhưng mà thực ra chúng ta không biết nó là gì luôn, chứ không phải là nó là màu tối hay là gì ha. Ta nghĩ nó có đó thôi nhưng mà không hề biết nó là gì luôn. Các bằng chứng gần đây cho thấy các thiên hà không chỉ ngày càng rời xa chúng ta mà tốc độ của chúng còn ngày một tăng lên. Điều này đi ngược lại với kỳ vọng. Dường như vũ trụ không chỉ được lấp đầy bởi vật chất tối mà còn bằng cả năng lượng tối. Các nhà khoa học đôi khi gọi đó là năng lượng chân không hoặc là nguyên tố thứ năm. Dù nó là gì thì dường như nó gây ra một sự nở rộng mà không ai có thể giải thích một cách thấu đáo. Lý thuyết nói rằng vũ trụ không hề trống rỗng, có những hạt vật chất và phản vật chất hình thành và biến mất. Đây là những gì đẩy vũ trụ ra xa với tốc độ tăng dần. Thứ có thể lý giải tất cả những điều này, thật không ngờ, chính là hằng số vũ trụ của Einstein, mẫu toán học nho nhỏ mà ông đưa vào General Theory of Relativity, tạm dịch là thuyết tương đối rộng, để ngăn chặn sự giãn nở của vũ trụ mà ông gọi là sai lầm lớn nhất của đời tôi. Giờ đây, sau tất cả, dường như ông đã đúng. Kết quả của những điều này là chúng ta sống trong một vũ trụ có tuổi nhưng không thể đo nổi, được vây quanh bởi các vì sao và khoảng cách từ chúng cho tới chúng ta không thể biết được. Vũ trụ này tràn ngập những vật chất chúng ta không xác định được và tất cả vận động theo các quy luật vật lý với các đặc tính mà chúng ta chưa thực sự hiểu nổi. Nhận thức được điều này, chúng ta hãy chuyển sang hành tinh trái đất và xem xét một vài điều chúng ta thực sự hiểu. Dù đến đây có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi biết chúng ta không hoàn toàn hiểu trái đất và những gì chúng ta hiểu được chỉ là mới đây mà thôi. Hết chương vừa rồi ha. Chương vừa rồi hơi khó hiểu một chút, nhưng mà là những thứ mà chúng ta đã đọc rồi ha. Những thứ chúng ta đã đọc rồi ở hai cái quyển sách về vũ trụ học trước, Hạt Quát rồi cái gì đó, Thiết lý thuyết dây nè. Nhưng mà cái này nó dễ hiểu hơn, là nó tóm gọn lại để chúng ta nắm ý chính thôi, nắm ý chính thôi ha. Chứ còn cũng trong một chương này mà trong cái sách là lực sử thời gian á, đó là nó mấy chương lận, miêu tả từng thứ cụ thể khác nhau. Vật chẳng hạn như vật chất tối là một chương, năng lượng tối là một chương, rồi hằng số vũ trụ, rồi lý thuyết dây tùm lum hết ha. Như vậy là chúng ta vừa xong chương thứ 11, mình check comment cái rồi chúng ta tiếp tục chương số 12 luôn nha. Trái đất vận động. Hi, chào bạn Lý Độc Hành nha. Hi, chào Lương Thuận. Hải Dương chia sẻ tìm kiếm một thứ to lớn chỉ cần một người và ba lô dụng cụ. Tìm kiếm một hạt tí hon thì cần cái 100 người và một đống thứ máy móc ha. Những thứ nhỏ bé, rất nhỏ bé lại rất tốn kém để tìm ra được. Phải xây dựng những cỗ máy khổng lồ. Thôi tiếp tục luôn nha. 12. Trái đất vận động. Một trong những công việc chuyên môn cuối cùng trước khi qua đời vào năm 1955, Albert Einstein đã viết một lời tựa ngắn nhưng sinh động cho cuốn sách của nhà địa chất học Charles Hapgood có tiêu đề Earth's Shifting Crust, A Key to Some Basic Problems of Earth Science, tạm dịch là lớp vỏ dịch chuyển của trái đất.
chìa khóa đối với một số vấn đề cơ bản của khoa học trái đất. Cuốn sách của Hapgood đã bác bỏ ý tưởng cho rằng các lục địa đang chuyển động. Hapgood nhận định một vài người cả tin đã chỉ nhìn vào sự tương ứng rõ ràng về hình dáng giữa các châu lục nhất định. Ông tiếp tục, châu Phi dường như khớp với Nam Mỹ, vân vân. Có người còn tưởng rằng cấu trúc đá ở hai bờ Đại Tây Dương khá giống nhau. Hapgood nhanh chóng bác bỏ ý tưởng này và nhấn mạnh rằng các nhà địa chất Kiki Caster và G.C. Mendes đã tiến hành nhiều nghiên cứu thực địa ở cả hai bờ Đại Tây Dương và đã khẳng định rằng sự tương đồng này không hề tồn tại. Có chú mới biết Max Caster và Mendes đã quan sát thấy gì? Bởi thực tế, đa phần cấu trúc đá ở cả hai bờ Đại Tây Dương là như nhau, không phải khá giống nhau mà là như nhau. Đây không phải ý tưởng cất cánh cùng với Hapgood hay nhiều nhà địa chất học cùng thời. Học thuyết mà Hapgood ám chỉ đã được đề xuất lần đầu vào năm 1908 bởi một nhà địa chất học nghiệp dư là Frank Bursler Taylor. Taylor xuất thân từ một gia đình giàu có đủ điều kiện và tránh khỏi những ràng buộc của giới học thuật để có thể theo đuổi những đường hướng nghiên cứu phi truyền thống. Ông là một trong những người khám phá ra sự giống nhau giữa hình dáng đường bờ biển của châu Phi và Nam Mỹ. Và từ quan sát này, ông đã đưa ra ý tưởng rằng các châu lục đã từng di chuyển chậm theo một đường cong. Ông đã dự đoán đầy tính tiên tri rằng sự đè nghiến lên nhau của các lục địa có thể đã giúp nâng cao các dãy núi trên thế giới. Tuy nhiên, ông đã thất bại trong việc đưa ra bằng chứng và lý thuyết này bị xem là quá lập dị để nhận được sự chú ý nghiêm túc. Chúng ta quay lại với địa chất học ha. Xong ở Đức, ý tưởng của Taylor được đón nhận và được nhà khí tượng học Alfred Wegener. Chắc mình đọc là Alfred Wegener thì đúng hơn á, thuộc Đại học Marburg tận dụng hiệu quả. Wegener đã nghiên cứu các loài thực vật và hóa thạch dị thường không phù hợp với mô hình chuẩn của lịch sử trái đất và nhận ra rằng thật vô nghĩa nếu giải thích theo cách truyền thống. Những hóa thạch động vật xuất hiện lặp đi lặp lại ở các bờ đối diện nhau của các đại dương, nghĩa là quá rộng lớn để bơi qua. Ông băn khoăn những con thú có túi đã du hành từ Nam Mỹ tới châu Úc bằng cách nào? Tại sao những con ốc giống hệt nhau lại xuất hiện ở Scandinavia và New England? Làm sao có thể giải thích được việc các vỉa than và các tàn dư bán nhiệt đới khác tồn tại ở những nơi giá lạnh như là Spitsbergen, hơn 600 km về phía bắc Na Uy, nếu không phải chúng đã bằng cách nào đó di cư tới đây từ nơi có khí hậu ấm áp hơn. Wegener đã đưa ra lý thuyết rằng các lục địa của thế giới từng tồn tại như một khối đất thống nhất mà ông gọi là Bangara, nơi các loài động vật có thể chung sống trước khi tách rời và trôi dạt tới vị trí hiện nay của chúng. Ông đã trình bày các ý tưởng trong cuốn sách có tiêu đề Nguồn gốc của các châu lục và đại dương, được xuất bản bằng tiếng Đức vào năm 1912 và bằng tiếng Anh 3 năm sau đó, bất chấp sự bùng nổ của Thế chiến thứ nhất. Vì cuộc chiến này, ban đầu lý thuyết của Wegener không thu hút được nhiều sự chú ý, nhưng đến năm 1920, khi mà ông cho ra đời một ấn bản mở rộng và hiệu chỉnh, nó nhanh chóng trở thành một chủ đề để thảo luận. Mọi người đều đồng ý rằng các lục địa di chuyển, nhưng là theo chiều lên xuống chứ không phải là ra hai bên. Quá trình di chuyển dọc còn gọi là sự đẳng tĩnh, là nền tảng của niềm tin địa chất suốt nhiều thế hệ, dù không đưa ra những lý giải thực sự hấp dẫn về việc điều đó xảy ra như thế nào và tại sao. Một ý tưởng có trong sách giáo khoa khi tôi còn đi học là thuyết trái táo nướng do nhà khoa học người Áo Erasmus đề xuất ngay trước thời điểm chuyển giao của thế kỷ. Trong thuyết này, khi trái đất nóng chảy rồi nguội đi, nó đã trở nên nhăn nheo như một trái táo nướng, tạo ra các đáy đại dương và dãy núi. Trong khi đó, James Hutton đã chỉ ra từ rất lâu trước đó rằng sự sắp xếp tĩnh như vậy cuối cùng sẽ kết thúc bằng một khối cầu không có nét gì đặc biệt, bởi sự xói mòn sẽ sang phẳng và chỗ lồi và đắp lầy chỗ lõm. Ngoài ra còn có một vấn đề khác được Rutherford và Soddy trình bày hồi đầu thế kỷ, rằng các yếu tố nằm trong trái đất trữ một nhiệt lượng khổng lồ quá lớn để có thể xảy ra sự nguội và co lại như Suarez đề xuất. Và dù như thế nào, nếu lý thuyết của Suarez chính xác thì các dãy núi phải được phân bố đều trên bề mặt trái đất và ít nhiều cùng tuổi với nhau, trong khi thực tế không phải vậy. Vào đầu những năm 1900, đã có bằng chứng cho thấy một số dãy núi như là Uran và Appalachia già hơn dãy Alps và Rocky hàng trăm triệu năm tuổi. Rõ ràng, đây là thời điểm chín mùi để một lý thuyết khác ra đời. Không may, Alfred Wegener không phải là người được các nhà địa chất kỳ vọng sẽ là tác giả của một lý thuyết như thế.
ngay từ đầu. Những tư tưởng cấp tiến của ông đã đặt ra vấn đề về nền tảng các nền tảng của các nguyên lý địa chất của họ, và đây hiếm khi là một cách hiệu quả để khơi dậy sự đón nhận nhiệt tình từ phía khán giả. Một thách thức như thế nếu đến từ một nhà địa chất đã là đau đớn, trong khi Wagner lại không có nền tảng trong lĩnh vực này. Ông là một nhà khí tượng học, một người Đức chuyên nghiên cứu thời tiết. Đây không phải là những khuyết điểm dễ dàng khắc phục. Vì thế, các nhà địa chất tìm mọi cách để có thể phủ nhận các bằng chứng và xem nhẹ những đề xuất của ông. Không phải sự thật lúc nào cũng được đón nhận ha. Người ta nói sự thật khó nghe, sự thật phũ phàng á. Đó, ông này đề xuất ra một cái ý là ngày nay chúng ta đều chấp nhận ha. Nghĩa là đất có thể trồi sụp là do cái hoạt động địa chất ở trong đất. Đất có thể đi lên đi xuống theo cái chiều dọc. Đó, nhưng mà hồi xưa người ta phủ nhận, người ta không chịu tin vào cái thuyết này. Để biện giải về sự phân tán hóa thạch, họ đặt ra các cầu lục địa cổ đại ở bất cứ nơi nào họ cần. Một loài ngựa cổ có tên là Hipparion được biết đã từng sống ở Pháp và Florida vào cùng một thời điểm, và một cây cầu lục địa được vẽ ngang qua Đại Tây Dương. Khi người ta biết rằng loài heo vòi cổ đại đã tồn tại đồng thời Nam Mỹ và Đông Nam Á, một cây cầu lục địa lại được vẽ ra. Chẳng bao lâu, bản đồ của các đại dương thời tiền sử kính đặt những cây cầu lục địa giả tưởng từ Bắc Mỹ cho tới châu Âu, từ Brazil cho tới châu Phi, từ Đông Nam Á cho tới châu Úc và từ châu Úc cho tới Nam Cực. Những sợi tua liên kết này không chỉ xuất hiện một cách dễ dàng bất cứ khi nào cần để một dạng sống có thể di chuyển từ lục địa này sang lục địa khác, mà còn biến mất và không để lại bất cứ dấu vết nào về sự sống của chúng. Tất nhiên, không chiếc nào trong số chúng được chứng minh bằng các bằng chứng xác thực. Không gì có thể sai sót nhiều hơn thế. Nhưng nó lại đã từng là một tư tưởng địa chất học chính thống tồn tại trong suốt nửa thế kỷ. Thậm chí những cây cầu lục địa cũng không thể giải thích được vài điều. Một loài bọ ba thùy nổi tiếng ở châu Âu được phát hiện đã từng sống ở Newfoundland, nhưng chỉ ở một phía. Không ai có thể giải thích một cách thuyết phục tại sao chúng có thể vượt đại dương dữ dằn tới khoảng cách 3.000 km mà lại không thể tìm đường sang phía bên kia của một hòn đảo với bề rộng chỉ 300 km. Điều bất thường ngớ ngẩn hơn là về một loài bọ ba thùy khác được phát hiện đồng thời tại châu Âu và khu vực Thái Bình Dương thuộc phía Tây Bắc của châu Mỹ, nhưng không hề thấy ở đoạn giữa, trong khi điều đó sẽ chỉ cần một cây cầu vượt thay vì một cây cầu lục địa. Cho đến tận năm 1964, khi mà Bách khoa Tàng thư Britannica thảo luận về các học thuyết đối lập với nhau, người ta vẫn kết luận rằng Wagner mắc vô số khuyết điểm nghiêm trọng về mặt lý thuyết. Chắc hẳn Wagner đã từng mắc sai lầm. Ông khẳng định đảo Greenland đang trôi về phía Tây với tốc độ khoảng 1,6 km một năm. Một sự phi lý rõ ràng, có lẽ là 1 cm thì đúng hơn. Nghiêm trọng nhất là ông không đưa ra bất cứ lời giải thích thuyết phục nào về cách thức vận động của các lục địa. Để tin được các học thuyết của ông, bạn phải tin rằng các lục địa nặng nề bằng cách nào đó đã tách lớp vỏ cứng như là chiếc cày lướt qua mặt đất mà không để lại đường rãnh nào. Không có kiến thức nào tại thời điểm đó có thể lý giải hợp lý cơ chế của những chuyển dịch vĩ đại này. Chính Arthur Holmes, nhà địa chất người Anh đã nỗ lực để xác định tổ của trái đất, là người đưa ra một đề xuất. Holmes là nhà khoa học đầu tiên hiểu rằng sự ấm lên do bức xạ có thể tạo ra những dòng đối lưu bên trong trái đất. Về mặt lý thuyết, chúng đủ mạnh để khiến cho các lục địa trượt trên bề mặt. Trong cuốn sách giáo khoa nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng lớn của ông, Principle of Physical Geology, tạm dịch là các nguyên lý địa chất học vật lý, được xuất bản lần đầu vào năm 1944, Holmes đã trình bày thuyết trôi dạt lục địa. Cho đến nay, những nguyên lý cơ bản của thuyết này vẫn đang chiếm ưu thế. Tại thời điểm đó, đây vẫn là một quan điểm cấp tiến và gây nhiều tranh cãi, đặc biệt là tại Mỹ, nơi phản đối thuyết trôi dạt lâu hơn ở bất cứ đâu. Một nhà bình luận tại nước này đã thấy phiền lòng và không hề pha chút mỉa mai nào khi nói rằng Holmes trình bày các lập luận của mình rõ ràng và thuyết phục đến mức người học có thể sẽ tưởng đó là sự thật. Tuy nhiên, ở đâu đó, học thuyết này đã dần lôi kéo được sự ủng hộ thận trọng nhưng vững chắc. Vào năm 1950, một cuộc bỏ phiếu tại buổi họp thường niên của Hội vì sự tiến bộ khoa học Anh Quốc đã cho thấy một nửa số thành viên có mặt ủng hộ ý tưởng về sự trôi dạt lục địa. Hapgood ngay sau đó đã trích dẫn con số này như một bằng chứng về sự lầm lạc thảm hại của các nhà địa chất người Anh.
Điều đáng tò mò là niềm tin của chính Holmes đôi khi cũng bị lung lay. Năm 1953, ông thú nhận: "Tôi chưa bao giờ thành công trong việc giải phóng bản thân khỏi định kiến dai dẳng chống lại thuyết lục địa trôi dạt. Phải nói rằng, từ trong cốt tủy của một nhà địa chất, tôi cảm thấy nó thật là hão huyền." Nghĩa là cái thuyết này mình hiểu thôi nha, không biết đúng không? Nghĩa là cái mặt đất mà chúng ta đang sống á, nó vẫn đang trôi dạt chứ không phải là nó cố định ha. Và theo mình hiểu á, là giống như là ở dưới cái tầng mà mặt đất của trái đất này nè, là ở dưới là dung nham, thì nó giống như chúng ta đang ở trên một cái thuyền, và cái thuyền này là cái phần mặt đất của vỏ trái đất đó, và cái thuyền này cái phần dung nham là mặt nước. Và lúc này thì dung nham nó đang trôi, nên cái mặt đất của chúng ta ở phía trên nó cũng trôi, nhưng mà trôi với tốc độ rất là chậm. Điều thú vị là các nhà địa chất của các hãng dầu từ lâu đã biết rằng nếu muốn tìm thấy dầu mỏ, bạn sẽ phải chấp nhận những vận động bề mặt hình thành do các mảng kiến tạo. Nhưng các nhà địa chất dầu mỏ không viết các bài báo khoa học, họ chỉ tìm kiếm dầu mà thôi. Một vấn đề lớn khác với học thuyết trái đất mà chưa có ai từng giải quyết hoặc là tiệm cận với khả năng giải quyết, đó là câu hỏi về việc mọi lớp trầm tích đã đi đâu. Mỗi năm, các dòng sông trên trái đất mang ra biển một lượng khổng lồ các loại vật chất bị xói mòn, ví dụ khoảng 500 triệu tấn canxi. Nếu nhân tỷ lệ lắng động với số năm nó đã diễn ra, lẽ ra phải có một lớp trầm tích dày khoảng 20 km dưới đáy các đại dương, hoặc nói cách khác, đáy các đại dương lẽ ra tới nay phải cao hơn mặt biển. Các nhà khoa học đã giải quyết vấn đề này theo cách đơn giản nhất có thể là lờ nó đi, nhưng cuối cùng, tới một lúc nào đó, họ không thể làm được nữa. Không thể lờ nó đi được nữa ha. Trong Thế chiến thứ hai, một nhà khoáng vật học tại Đại học Princeton là Harry Hess đã được giao phụ trách một chiếc tàu vận tải chiến đấu, chiếc USS Cape Johnson. Trên tàu có một chiếc máy dò độ sâu hiện đại rất thú vị, được thiết kế để hỗ trợ cho các cuộc thao diễn gần bờ trong những lần neo đậu trên bãi biển. Thế nhưng, Hess nhận thấy cũng có thể sử dụng nó cho mục đích khoa học và ông không bao giờ tắt nó, ngay cả khi ở ngoài biển, thậm chí là trong chiến sự. Điều ông khám phá ra hết sức bất ngờ. Nếu thềm đáy biển cổ xưa như mọi người mặc định, chúng lẽ ra phải được phủ bởi những lớp trầm tích giống như là bùn ở đáy sông hồ. Nhưng kết quả mà Hess thu được cho thấy rằng đáy đại dương không hề trơn trượt và dấp dính bởi các lớp bùn cổ. Khắp đất đều có những hào rãnh, hẻm núi, khe nứt và rải rác là những miệng núi lửa. Ông gọi đó là Guyot để tưởng nhớ một nhà địa chất học tiền bối của Princeton là Arnold Guyot. Tất cả điều đó là một câu đố, nhưng Hess còn phải tham gia cuộc chiến nên đành xếp lại những suy nghĩ này. Sau chiến tranh, Hess trở lại Princeton và bận bịu với công việc giảng dạy. Nhưng những bí ẩn về đáy biển vẫn đeo bám ông. Trong khi đó, suốt những năm 1950, những người vẽ bản đồ đại dương đã tiến hành những nghiên cứu ngày càng phức tạp về đáy biển. Trong quá trình này, họ phát hiện ra một bất ngờ còn lớn hơn nữa. Dãy núi hùng vĩ và kéo dài nhất của trái đất phần lớn lại nằm ở dưới biển. Nó tạo thành một con đường liên tục dọc các đáy biển trên thế giới, giống như là đường lằn trên quả bóng tennis. Nếu bắt đầu từ Iceland đi xuống phía nam, bạn có thể theo nó xuống tận trung tâm của Đại Tây Dương, xung quanh những vùng lòng chảo châu Phi, ngang qua Ấn Độ Dương và Nam Hải, rồi tiến vào Thái Bình Dương ngay bên dưới châu Úc. Từ đây, nó bẻ một góc cắt ngang Thái Bình Dương, kéo dài đến Baja California trước khi quay lên bờ Tây nước Mỹ tới Alaska. Đôi khi những đỉnh cao của nó trồi lên mặt nước tạo thành một hòn đảo hoặc quần đảo, chẳng hạn như quần đảo Azores và Canaries ở Đại Tây Dương, Hawaii ở Thái Bình Dương, nhưng đa phần nó chìm dưới hàng nghìn thước nước biển, không được biết đến và không bị hoài nghi. Nếu cộng mọi nhánh của dãy núi này lại, nó sẽ tạo thành một mạng lưới kéo dài tới 75.000 km. Việt Nam chúng ta khoảng 3.000 ha. Thì ở đây, có nghĩa là cái dãy núi băng xuyên qua biển này, nếu mà kết nối hết chúng lại thì tới 75.000 km luôn. Chúng ta thường tưởng tượng đáy biển nó khác biệt với mặt đất chúng ta, nhưng mà mình nghĩ á, cái phần ở bờ biển á, nó cũng y như phần ở trên mặt đất thôi, nhưng mà có điều là nó nằm ở dưới nước thôi. Nên cái địa hình của nó có thể là cao thấp nhấp nhô giống như là một cái dãy núi chẳng hạn, hay là một cái vùng đồng bằng đó. Và có một cái điều mà trước mình biết thôi mà không biết giờ nó có sai chưa, nghĩa là
cái mặt biển chúng ta cứ tưởng là chúng ta đi được tới đáy biển rồi, chúng ta tưởng là biển thì có nhiêu đó thôi, chúng ta biết được hết rồi. Nhưng mà thật ra chúng ta chỉ mới đi được có sâu 5% của cái vùng biển các bạn nha. Cái độ sâu mà chúng ta đi chỉ có 5% thôi. Đó, các bạn tưởng tượng 95% còn lại ở dưới nó có cái gì, nó ẩn chứa những cái gì, rất là kinh khủng ha. Còn rất nhiều những cái bí ẩn ở trên đầu chúng ta và ngay ở dưới chân chúng ta luôn. Quá nhiều những bí ẩn ha. Biết đâu được là có những người sinh sống dưới biển thật thì sao? Tại sao không, đúng không? Nhưng mà có thể là họ bị chia cách bởi vì cái môi trường sống ở phần giữa của biển và phần ở trên cùng của phần mặt biển nó quá khác so với phần đáy biển. Áp suất của nó khác nè. Ở dưới đó thì không có ánh nắng mặt trời, có thể họ phải dùng những năng lượng khác hoặc nó sẽ có những cái loại sinh vật khác rất là khác ha. Biết đâu được có thật, điều đó có thật thì sao? Tại sao không? Vì chúng ta gọi là trái đất thôi, nhưng mà thật ra cái bề mặt mà mặt đất ở trên trái đất á, nó ít hơn nhiều so với bề mặt là có mặt biển. Thì tại sao dưới mặt biển không có một cái nền văn minh ngang với nền văn minh của con người, hoặc là thậm chí nhiều hơn nền văn minh của con người? Mình nghĩ điều đó hoàn toàn có thể, đúng không? Đã có lúc người ta biết chút ít về nó. Khi lắp đặt cáp dưới đáy biển vào thế kỷ thứ 19, dựa theo cách các đường cáp chạy, người ta nhận thấy có một loại núi ngầm dưới lòng Đại Tây Dương, nhưng tính liên tục và quy mô tổng thể của cả dãy núi vẫn là một bất ngờ lớn. Hơn nữa, nó chứa đựng những sự dị thường về mặt vật lý mà không thể lý giải được. Ngay bên dưới mặt biển Đại Tây Dương nhấp nhô là một khe núi, một vết nứt rộng cho đến 20 km và có tổng chiều dài lên đến 19.000 km. Điều này dường như cho thấy vỏ trái đất đã tách ra tại đường phân giới như một hạt đậu bung ra khỏi vỏ. Đây là ý tưởng vô lý và hại não, nhưng bằng chứng là không thể phủ nhận. Sau đó vào năm 1960, các mẫu từ phần lõi đã chỉ ra rằng đáy biển khá trẻ ở khu vực giữa Đại Tây Dương, nhưng càng già nếu di chuyển xa khu vực này về phía đông hoặc phía tây. Harry Hess đã xem xét vấn đề và nhận ra rằng chỉ có thể lý giải điều này bởi việc lớp vỏ đại dương mới hình thành ở một trong hai bên của vết nứt trung tâm, sau đó bị đẩy ra xa khi một lớp vỏ mới xuất hiện. Đáy Đại Tây Dương giống như là hai tảng băng lớn. Một chiếc hộp đưa lớp vỏ tới Bắc Mỹ, một chiếc đưa lớp vỏ tới Bắc Mỹ, một chiếc đưa tới châu Âu. Đây được gọi là quá trình mở rộng đáy biển. Khi lớp vỏ đi tới cuối cuộc hành trình tại ranh giới với các châu lục, nó rơi trở lại trái đất trong một quá trình gọi là hút chìm. Điều này lý giải việc tất cả số trầm tích đã đi đâu, chúng được trả lại lòng đất. Nó lý giải tại sao đáy đại dương ở mọi nơi lại tương đối trẻ, không có nơi nào có độ già tuổi hơn 175 triệu năm. Đây là một câu đố nữa về các tảng đá trên các lục địa có độ tuổi hàng tỷ năm. Giờ đây, Hess có thể biết tại sao đá dưới biển chỉ tồn tại cho đến khi chúng bị đánh dạt vào bờ. Đây là một lý thuyết có thể giải thích nhiều điều. Hess phát triển các lập luận của mình trong một công trình quan trọng, song gần như bị cả thế giới bác bỏ. Đôi khi thế giới không sẵn sàng để đón nhận một ý tưởng hay. Chà, cái này mình thấy hay quá, các bạn mới biết luôn á. Nghĩa là chúng ta hay thấy những cái đá trên những cái núi, chúng ta lấy ra chúng ta đo độ tuổi thì thấy nó tới hàng tỷ năm. Nhưng mà đá dưới mặt biển á, cái độ tuổi mà dài nhất á, là 175 triệu năm thôi, không có cái nào lâu đời hết á. Tại vì ở dưới mặt biển có những cái khe nứt và đá nó sẽ bị cuốn vào đó ha, nó sẽ bị hút vào đó, rơi trở lại bị hút chìm xuống những cái rãnh ở dưới mặt biển ha. Có thể là chúng ta chưa có đi sâu được tới xuống những cái rãnh đó để nghiên cứu những cái đá phía dưới đó. Chúng ta thấy là đá ở phần mặt biển đa số là toàn là tuổi trẻ không à, mà không biết nó trôi đi đâu hết ha. Hoặc là nó trôi lên bờ, hoặc là nó bị hút xuống đáy của những khe nứt của những cái đáy biển đó. Trong khi đó, hai nhà nghiên cứu làm việc độc lập đã có những phát hiện đáng kinh ngạc khi tiếp cận một sự thật gây tò mò về lịch sử trái đất vốn đã được phát hiện trước đó vài thập kỷ. Vào năm 1906, một nhà vật lý người Pháp có tên là Bernard Brunet đã nhận thấy từ trường của trái đất thỉnh thoảng lại tự đảo ngược. Và dấu vết của sự đảo ngược này được ghi lại vĩnh viễn trong các tảng đá nhất định vào thời điểm chúng ra đời. Cụ thể, các hạt quặng sắt nhỏ trong các tảng đá sẽ chỉ về bất cứ nơi nào có các cực nam châm tại thời điểm chúng hình thành và sẽ giữ nguyên trạng khi các tảng đá nguội và cứng. Hệ quả là chúng ghi nhớ các cực nam châm đã ở đâu khi chúng được tạo ra. Trong nhiều năm, điều này chỉ là một sự tò mò,
Nhưng vào những năm 1950, Patrick Brackett thuộc Đại học London và S.K. Rutcon thuộc Đại học Newcastle đã nghiên cứu các kiểu từ tính cổ đại trên các tảng đá của nước Anh và kinh ngạc khi thấy rằng tại một thời điểm trong quá khứ xa xôi, nước Anh đã quay quanh trục của nó và di chuyển một đoạn về phía Bắc. Như thế, vì lý do nào đó, nó đã tuột ra khỏi mỏ neo của mình. Bên cạnh đó, họ cũng nhận thấy rằng nếu bản đồ từ tính của châu Âu đặt cạnh châu Mỹ trong cùng một giai đoạn, chúng khớp nhau như hai nửa của một lá thư bị xé đôi. Thật kỳ lạ, nhưng phát hiện của họ cũng bị lãng quên. Cuối cùng, hai người đàn ông đến từ Đại học Cambridge, nhà địa chất học Drummond Matthews và nghiên cứu sinh Fred Vine đã nối sợi dây với nhau. Vào năm 1963, sử dụng các nghiên cứu về đáy đại dương, họ đã chứng minh một cách đầy đủ rằng đáy của các đại dương mở rộng theo cùng một cách mà Hess đã trình bày, rằng các châu lục cũng đang chuyển động. Một nhà địa chất kém may mắn, người Canada là Lawrence Marley, cũng đồng thời đưa ra kết luận này, nhưng không thể nào công bố nghiên cứu của mình. Biên tập viên của tờ Journal of Geophysical Research đã gửi ông những lời mà về sau đã khiến người phát ngôn ra nó xấu mặt. Những suy đoán như vậy có thể mua vui trong một buổi tiệc, nhưng đó không phải là thứ có thể được xuất bản dưới sự che chở nghiêm cẩn của khoa học. Đó, ông này gửi cái bài báo cáo này tới cái tờ báo này, họ mỉa mai ổng ha, không tin đó là sự thật. Một nhà địa chất học về sau đã nhận định về sự kiện này như sau: có lẽ đây là công trình nghiên cứu tầm cỡ nhất trong ngành khoa học về trái đất từng bị từ chối xuất bản. Sau tất cả, cuối cùng ý tưởng về sự chuyển động của vỏ trái đất cũng đã đến thời. Một hội nghị chuyên về quy tụ những nhân vật quan trọng nhất trong lĩnh vực này đã được tổ chức tại London dưới sự bảo trợ của Hội Hoàng gia vào năm 1964. Điều bất ngờ là dường như tất cả họ đều là những con chiên cải đạo. Hội nghị chấp nhận rằng trái đất là một bức tranh của những phân mảnh liên kết lại với nhau và sự xô đẩy lặng lẽ giữa các mảnh này có thể giải thích phần lớn những hoạt động của bề mặt trái đất. Đó là những cái châu á, nó có thể di chuyển ha, rồi nó còn đụng nhau, nó tạo ra những cái cơn sóng thần. Khái niệm đại dương trôi dạt bị loại bỏ tương đối nhanh khi người ta nhận ra rằng toàn bộ vỏ trái đất chuyển động chứ không chỉ riêng các lục địa. Nhưng phải mất một thời gian để thống nhất tên gọi cho các phân mảnh riêng biệt. Đầu tiên, người ta gọi chúng là các khối vỏ hay là nền. Mãi đến năm 1968, khi một bài báo của ba nhà nghiên cứu địa chấn người Mỹ được đăng trên tạp chí Journal of Geophysical Research, các phân mảnh mới nhận cái tên được dùng cho tới nay là các mảng. Bài báo này cũng gọi tên ngành khoa học mới là kiến tạo mảng. Những tư tưởng cũ thì khó mất đi và không phải ai cũng nhanh chóng đón nhận học thuyết mới mẻ đầy thú vị. Cho đến tận những năm 1970, một trong những cuốn sách giáo khoa phổ biến và có tầm ảnh hưởng nhất là The Earth, tạm dịch là Trái Đất, do Harold Jeffrey Khả Kính viết, đã nhấn mạnh rằng kiến tạo mảng là một hiện tượng bất khả thi về mặt vật lý, không khác gì so với ấn bản đầu tiên của nó vào năm 1924. Lý thuyết kiến tạo mảng cũng đã bị đối xử thô bạo y hệt với sự đối lưu và sự mở rộng của đáy biển. Trong tác phẩm Basin and Range, tạm dịch là lòng chảo và dãy núi, được xuất bản vào năm 1980, John McPhee nhấn mạnh rằng cứ 8 nhà địa chất người Mỹ thì có một người vẫn không tin vào thuyết kiến tạo mảng. Tới năm 1980 vẫn vậy ha. Nhưng mà cũng hay, phải vậy ha. Có nghĩa là một người phát biểu một cái gì thì phải có người tin và có người không tin, và những người không tin á thì họ phải tìm cách chứng minh là nó sai và nó sai như thế nào. Còn những người tin á thì phải tìm cách chứng minh là nó đúng và nó đúng như thế nào. Đó thì mới tìm ra được chân lý, thì mới gọi là khoa học ha. Chứ khoa học mà nói ra cái là ai cũng tin hết, nói ra cái là ai cũng cho là đúng hết thì đó không phải là khoa học. Khoa học là chứng minh cái sai. Hôm bữa mình đọc một cái câu nói vui á các bạn, câu nói vui á, là người ta nói là khoa học là chứng minh là sai ha, có nghĩa là khoa học lúc nào cũng sai đó, vậy phải chứng minh là nó sai để tìm ra cái sự đúng ở trong đó ha, chứ không thôi là nó sẽ là một cái lối mòn, không thôi nó là ai cũng tin nó đúng hết nhưng mà thực tế thì nó sai và không ai tìm ra chân lý cả, ai cũng đi vào một cái con đường gọi là lối mòn. Đó, nên phải có người đi ngược lại đám đông và thuyết phục đám đông ha. Ngày nay chúng ta biết rằng bề mặt trái đất gồm 8 tới 12 mảng lớn,
phụ thuộc vào việc định nghĩa thế nào là lớn và khoảng 20 mảng nhỏ hơn. Chúng đều di chuyển theo những hướng khác nhau với tốc độ khác nhau, một mảng rộng và tương đối ít vận động, trong khi có những mảng nhỏ hơn, năng động hơn. Chúng chỉ có quan hệ ngẫu nhiên với khối đất ở bên trên, chẳng hạn mảng Bắc Mỹ rộng hơn nhiều so với châu lục gắn với nó. Nó vạch ra đường bao của bờ biển phía tây của châu lục này. Đây là lý do khiến cho khu vực này thường xảy ra địa chấn xuất phát từ những va chạm mảng, nhưng hoàn toàn bỏ qua bờ biển phía đông và thay vào đó mở rộng đến giữa Đại Tây Dương. Iceland bị chia cắt ở giữa, khiến nó nằm trên một mảng kiến tạo châu Mỹ và nửa mảng kiến tạo châu Âu. Trong khi đó, New Zealand là một phần của mảng Ấn Độ rộng lớn, cho dù nó không hề nằm ở gần đại dương. Điều tương tự xảy ra với phần lớn các mảng khác. Ở đây mọi người có thể tưởng tượng, tại vì ít ai tưởng tượng ra cái bề mặt mà chúng ta đang sống ở trên phương diện lớn á. Thì bạn cứ tưởng tượng mọi cái con sông, mọi cái hồ là những cái khoảng nứt, nó bị đất á, nó bị nứt ra các bạn. Ở cái quy mô nhỏ thì có thể mình có thể gọi nó những cái mảng nhỏ ha. Đó, những cái khe, những cái rãnh, những cái vết nứt á. Nếu như chúng ta thấy một cái cục đất thì chúng ta sẽ tưởng tượng ra được ngay là những cái cục đất á, những cái vết nứt ở trên đó, nếu mà mưa xuống thì nó sẽ tạo ra những con sông, hoặc là nước biển nó sẽ chảy vào những cái khe nứt đó, nó lấp đầy. Chúng ta đi qua chúng ta chỉ nhìn thấy đơn giản nó là những cái con sông, những cái hồ nằm ở đó thôi. Nhưng mà theo địa chất học, theo mình hiểu á, thì nó là những cái mảng nứt của cái bề mặt, cái mặt đất ở cái vùng ở chỗ đó đó. Đúng không? Các bạn có nghĩ như vậy không? Sự kết nối giữa các lục địa hiện tại và quá khứ được chứng minh là phức tạp hơn nhiều so với khả năng tưởng tượng của bất cứ ai. Chẳng hạn, Kazakhstan đã từng gắn liền với Na Uy và New England, một góc của đảo Staten từng thuộc châu Âu. Một phần của Newfoundland cũng vậy. Nhặt một viên sỏi từ bờ biển Massachusetts và họ hàng gần nhất của nó là ở châu Phi. Các cao nguyên Scotland và phần lớn vùng Scandinavia về cơ bản thuộc về châu Mỹ. Một phần dãy Saskatoon hay của Antarctica được cho rằng từng thuộc dãy Appalachian ở miền đông nước Mỹ. Tóm lại, các viên đá đã chạy khắp thế giới. Sự xáo trộn liên tục giữa các mảng không bị nung chảy thành một tấm bất động duy nhất. Hãy giả sử mọi thứ tiếp tục như hiện nay, Đại Tây Dương sẽ tiếp tục mở rộng cho đến khi nó lớn hơn Thái Bình Dương. Phần lớn California sẽ trôi dạt rồi trở thành một kiểu Madagascar của Thái Bình Dương. Châu Phi sẽ tiến lên về phía Bắc, về phía châu Âu, khiến Địa Trung Hải biến mất và một dãy núi hùng vĩ như dãy Himalaya chạy từ Paris cho tới Calcutta. Châu Úc sẽ chiếm lĩnh các đảo về phía Bắc của nó và nối với châu Á bằng vài ẻo đất. Đó là tương lai các bạn ha, khi mà các mảng trôi á, người ta sẽ dự kiến là như vậy. Nó sắp xếp lại hết các châu luôn, giống như nước Việt Nam chúng ta sau bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu chục ngàn năm, mà trăm ngàn năm á, nó sẽ không nằm ở vị trí như hiện tại trên bản đồ nữa, mà nó sẽ trôi đi đâu ha. Chẳng hạn nước Việt Nam ta trôi thành nước Mỹ như bây giờ, hoặc trôi lên chỗ nước Nhật Bản ha. Đó. Nhờ hệ thống định vị toàn cầu, chúng ta có thể thấy châu Âu và Bắc Mỹ đang rời xa nhau bằng tốc độ mọc của cái móng tay, nghĩa là khoảng 2 mét cho một đời người. Nhưng mà nó rất lâu nha, một đời người nó chỉ trôi 2 mét thôi, nó trôi rất ít. Nếu đợi đủ lâu, bạn có thể lái xe từ Los Angeles thẳng tới San Francisco. Chỉ vì sự hữu hạn của đời người mà chúng ta không được chiêm ngưỡng những thay đổi này. Những gì bạn nhìn thấy trên trái đất này thực chất chỉ là hình ảnh của các châu lục đang tồn tại trong khoảng thời gian bằng 1/10 của 1% lịch sử trái đất. Là những gì mà nó đang ở hiện tại, chúng ta thấy sự sắp xếp của các châu, Việt Nam đang nằm ở nước này á. Những gì mà chúng ta đang thấy bây giờ chỉ là 1/10 của 1% lịch sử trái đất thôi. 1% lịch sử, cái độ tuổi 1% của trái đất là 4 tỷ 5 tuổi á. Ta lấy 1% đó thì cái thời gian mà để tạo ra cái địa chất như bây giờ là chỉ chiếm 1/10 cái thời gian đó thôi. Đó, thì ai biết được tương lai địa chất nó sẽ như thế nào. Trái đất là trường hợp duy nhất trong số các hành tinh đá có các mảng kiến tạo, và nguyên nhân của điều này thì có phần bí ẩn. Đây không đơn thuần là vấn đề về kích thước hay mật độ. Sao Kim có thể xem là anh em song sinh của trái đất xét về những khía cạnh này, nhưng hoàn toàn không có các mảng, các hoạt động kiến tạo mảng.
Có thể vì chúng ta đúng có đúng những nguyên liệu và cách thức khiến trái đất luôn phập phồng. Người ta nghĩ rằng dù chỉ là một ý nghĩ, kiến tạo mảng là một phần sự sống hữu cơ của hành tinh này. Như nhà vật lý, nhà văn James Trefill đã nói, thật khó mà tin rằng sự vận động không ngừng của các mảng kiến tạo không hề ảnh hưởng đến sự phát triển của sự sống trên trái đất. Ông cho rằng những thách thức do kiến tạo gây ra, chẳng hạn sự thay đổi về khí hậu, là một chất xúc tác đối với sự phát triển trí tuệ. Những người khác cho rằng việc các lục địa trôi dạt có thể đã gây ra ít nhất một vài lần tuyệt chủng hàng loạt trên trái đất. Tháng 11 năm 2002, Tony Dixon từ Đại học Cambridge đã đăng một bài viết trên tạp chí Science, trong đó nhấn mạnh khả năng tồn tại mối quan hệ giữa lịch sử của lớp đá và lịch sử của sự sống. Dixon lập luận rằng cấu tạo hóa học của các đại dương trên thế giới đã thay đổi một cách nhanh chóng và đột ngột tại một số thời điểm trong suốt nửa tỷ năm qua, và rằng các thay đổi này tương quan với những sự kiện quan trọng trong lịch sử của sinh vật học. Chẳng hạn, sự bùng nổ rầm rộ của những dạng sống nhỏ tạo ra các vách đá phấn ở bờ biển phía nam nước Anh, hay sự phát triển bất ngờ của hệ sinh vật biển có vỏ trong kỷ Cambridge. Không ai có thể lý giải tại sao đôi lúc thành phần hóa học của các đại dương lại thay đổi ngoạn mục như vậy. Song sự đóng và mở của các dãy núi trong lòng đại dương có thể rõ ràng là một thủ phạm. Trong nhiều trường hợp, kiến tạo mạng không chỉ lý giải các hoạt động ở bề mặt trái đất. Ví dụ, vì sao loài sinh vật cổ Hipparion di chuyển từ Pháp tới Florida, mà còn lý giải nhiều hoạt động ở trong nó. Những hoạt động đất, sự hình thành các quần đảo, vị trí các ngọn núi, các kỷ băng hà và cả nguồn gốc của sự sống. Khó có vấn đề nào không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi học thuyết mới này. Như là McPhee từng nhận xét, các nhà địa chất học đã tự cảm thấy choáng váng khi bỗng nhiên cả thế giới bỗng trở nên sáng tỏ. Nhưng chỉ sáng rõ đến một mức nào đó, sự phân bố của các châu lục trước đây khó lý giải thấu đáo hơn hẳn suy nghĩ của nhiều người không có chuyên môn về địa chất. Cho dù các cuốn sách giáo khoa trình bày có vẻ tự tin về các lục địa thời cổ đại với những tên gọi như là Laurasia, Gondwana, Rodinia và Bangaea, đôi khi chúng còn dựa trên các kết luận không mấy chắc chắn, như là George Gaylord Simpson nhận định trong cuốn Fossils of the History Life, tạm dịch, hóa thạch và lịch sử sự sống. Các loài động thực vật ở thế giới cổ đại có thói quen xuất hiện tùy tiện ở những nơi chúng không nên xuất hiện và vắng mặt ở những nơi lẽ ra chúng phải có mặt. Phát thảo của Gondwana, siêu lục địa to lớn, từng kết nối châu Úc, châu Phi, Nam Cực và Nam Mỹ, chủ yếu dựa vào sự phân bố của một chỉ dương sĩ cổ đại có tên gọi là Glossophrates, vốn được phát hiện ở những địa điểm thích hợp. Tuy vậy, rất lâu sau đó, Glossophrates cũng được phát hiện ở những phần khác của thế giới mà không hề có mối liên hệ nào với Gondwana. Những sai biệt nghiêm trọng kiểu này phần lớn đã và vẫn đang bị bỏ qua. Tương tự, một loài bò sát thuộc kỷ Trias có tên gọi là Lystrosaurus đã được tìm thấy ở khắp nơi từ Nam Cực cho tới châu Á, ủng hộ giả thuyết những lục địa này từng gắn liền với nhau, song nó chưa bao giờ xuất hiện ở Nam Mỹ hay châu Úc, vốn được cho là từng thuộc cùng một lục địa. Ngoài ra, có nhiều đặc điểm của bề mặt trái đất mà thuyết kiến tạo không thể lý giải. Ví dụ, ai cũng biết Denver cao hơn mực nước biển khoảng 1 dặm, nhưng nó mới được nâng lên độ cao này tương đối gần đây, khi mà các loài khủng long chiếm lĩnh trái đất. Denver vẫn là một phần của một đáy đại dương nào đó, nghĩa là thấp hơn hiện nay hàng nghìn mét. Tuy vậy, các lớp đá phía dưới Denver lại không đứt gãy hay biến dạng, trong khi lẽ ra nó phải như vậy nếu Denver từng được nâng lên bởi sự va chạm giữa các mảng. Và dù thế nào, Denver cũng nằm quá xa các rìa mảng để có thể chịu ảnh hưởng từ sự vận động của chúng. Điều này giống như việc bạn đẩy một cạnh của tấm thảm thì khó mà nâng cao một nếp gấp ở phía đối diện. Khi hàng triệu năm, Denver ngày càng cao lên một cách bí ẩn. Điều tương tự cũng xảy ra với phần lớn miền nam của châu Phi. Một diện tích khoảng 1.600 km chiều ngang của nó đã được nâng lên khoảng 500 mét trong vòng 100 triệu năm mà không liên quan gì tới hoạt động kiến tạo mảng. 100 triệu năm mới lên được có 500 mét thôi ha. Là để tạo ra những cái núi á, thì cũng rất là lâu. Thời gian mà để đất nó nhôi lên á, cũng rất là lâu ha. Có thể là hết cái vòng đời chúng ta vẫn chưa được chứng kiến là có một cái ngọn núi nào đó mới mọc lên ha. Trong khi đó, châu Úc đang có xu hướng nghiêng và chìm. Sau hàng trăm triệu năm,
trong khi trôi dạt về phía châu Á. Phần rìa của các lục địa này đã chìm xuống khoảng 200m. Indonesia dường như cũng đang chìm dần và kéo theo cả Australia. Không có gì trong các lý thuyết kiến tạo mạng có thể lý giải được bất cứ hiện tượng nào ở trên đây. Alfred Wegener không còn sống để thấy ngày các ý tưởng của mình đang được xác định. Trong một chuyến thám hiểm tới Greenland vào năm 1930, ông đã khởi hành một mình vào sinh nhật lần thứ 50 và không bao giờ trở lại. Vài ngày sau đó, ông đã tìm thấy đứa chết cống ở trong băng tuyết. Người ta chôn cất ông tại đây và tới nay nơi này đã gần Bắc Mỹ hơn 1 mét so với ngày mà ông qua đời. Einstein cũng không sống đủ lâu để thấy rằng mình đã sai lầm. Ông mất tại Princeton, New Jersey vào năm 1955, trước cả khi mà cuốn sách nhạo báng Thuyết lục địa trôi dạt của Charles Hapgood được xuất bản. Một nhân vật quan trọng khác đối với sự hình thành của thuyết kiến tạo, Harry Hess vẫn đang ở Princeton vào thời điểm này và đã dành phần sự nghiệp còn lại của mình ở đây. Một trong những học trò của ông chính là nhà khoa học trẻ xuất sắc Walter Alvarez, người sau này sẽ thay đổi thế giới khoa học theo một cách khác biệt. Đối với bản thân ngành địa chất, các trận đại hồng thủy của nó mới chỉ bắt đầu và chàng trai trẻ Alvarez chính là người đã nhấn nút khởi động lại quá trình này. Hết chương này ha, và là hết phần 3 của quyển sách này. Ở livestream sau mình sẽ bắt đầu phần 4 của quyển sách này, đó là hành tinh nguy hiểm. Lịch sử của bất cứ phần nào của trái đất giống như cuộc đời của một người lính đều bao gồm những khoảng thời gian dài buồn tẻ và những khoảng thời gian ngắn khủng khiếp. Ok, như vậy là mình nghĩ là phần 4 của sách này sẽ giải thích là lịch sử hình thành của trái đất như hiện nay ha. Mọi người ơi, có muốn thảo luận gì bình luận dưới mình đọc lên và chúng ta cùng nhau thảo luận nha. Hi, chào Phi nha. Hi, chào Minh Khoa, lâu quá không gặp. Ok Minh Khoa ơi, đang học 12, ráng lên Minh Khoa ơi. Mình nhớ năm lớp 12 là một năm học rất nhiều, rất kinh khủng ha. Chúng ta cần phải có một sức khỏe rất tốt, một mức độ tập trung rất cao để có thể kết thúc được năm học lớp 12 ha. Mình nhớ các bạn hồi xưa mình cũng không hiểu sao mà mình có khả năng đi học nhiều vậy luôn á. Kêu mà bây giờ mà sinh hoạt cũng như thời học sinh á, mà kiểu đi học mà ôn luyện thi đại học á, không tưởng tượng ra nổi luôn ha. Sáng 6 giờ thức dậy, học ở trong trường là học tới chiều luôn, 5 giờ chiều mới ra. 5 giờ chiều vừa học xong là chạy xe qua chỗ học thêm, hình như là 6 giờ rưỡi là bắt đầu. 6 giờ rưỡi học một phát mấy tiết tới hình như 9-10 giờ tối, chắc 9 giờ, 10 giờ trễ quá, xong rồi chạy về nhà làm bài tập cho ngày hôm sau. Bạn có tưởng tượng nổi không? Ngày nào cũng vậy nha, ngày nào cũng vậy nha, từ thứ hai cho tới từ thứ hai tới lâu quá không đi học, không nhớ các bạn, hình như từ thứ hai tới thứ sáu á, thứ bảy nghỉ nửa ngày hay sao á, mà thứ bảy cũng học thêm luôn. Mình còn nhớ là chủ nhật cũng có đi học thêm luôn nha, chủ nhật cũng đi học thêm, gọi là buổi sáng buổi trưa gì đó, đi học toán lý hóa gì đó. Trời, các bạn ơi, cứ tưởng tượng là mở mắt dậy thấy học mà thấy không ngán ha. Chứ thời bây giờ mà kêu thay vì đi học như vậy đi thì đi làm như vậy chắc giờ tỷ phú hết rồi. Hải Dương chia sẻ năm 12 của 2K2 được nghỉ Tết dài quá, chả học hành gì hả? Ủa, mình tưởng học bù chứ Hải Dương ơi, tưởng phải có học bù, học qua mạng, học này nọ chứ rồi mới thi được chứ không học sao thi. Nhưng mà kiểu vậy á các bạn, mình thấy gọi là cái thời kỳ mà đi học lớp 12 nó quá căng thẳng đi. Không phải là nó quá khó, nhưng mà mình nghĩ là cái thời gian của nó quá nhiều thời gian dư thừa á, nên nó làm rất là stress, rất là mệt. Mở mắt dậy là thấy đi học ha.
Ok. Mọi người có muốn thảo luận gì không? Mình chờ một chút để mọi người muốn thảo luận gì bình luận phía dưới ha. À, đang nói về chuyện đi học thì mình cũng không dám là đưa ra nhiều lời khuyên quá về việc đi học. Mình chỉ có một cái, chúng ta cứ cố hết sức thôi. Nhưng mà lỡ nha, cái này mình nói lỡ nha, không may mắn nha, chúng ta không vào được cái trường mà chúng ta muốn thì nó cũng chả là gì hết các bạn ơi. Nó cũng chỉ là một năm cuộc đời thôi, cuộc đời còn dài lắm. Và nếu mà chúng ta không được vào cái trường đại học chúng ta muốn thì chúng ta vào trường khác thôi, cuộc đời còn dài. Quan trọng là chúng ta có đủ cái kiên nhẫn ha, đủ kiên nhẫn, cái sức học để chúng ta tiếp tục học tiếp, thì chúng ta tiếp tục làm những cái điều mà chúng ta thích, nghiên cứu những cái điều mà chúng ta muốn nghiên cứu ha. Chứ không phải là giống như, không phải là chúng ta đậu vô cái trường đại học đó coi như là cuộc đời hết rồi, chúng ta sung sướng rồi. Không có đâu, nhiều khi vô trường đại học đó chúng ta vẫn phải học, vẫn phải phấn đấu như bình thường thôi. Thì cái việc vô được trường này, vô được trường kia, nó không vô được thì cũng đừng đặt nặng quá, cũng đừng buồn quá ha. Vô được thì tốt, không vô được thì thôi, cuộc đời sẽ mở cho chúng ta những cái trang khác. Đừng có stress quá về việc đó, chúng ta chỉ cứ việc cố hết sức của mình thôi. Đó, mình quan niệm như vậy, chúng ta cố hết sức chuyện của mình. Được hay không được thì cũng đừng quá buồn ha. Ok, thôi thấy cũng không ai bình luận gì thêm nữa, mình xin tạm dừng livestream tại đây nha. Mình xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ lúc 7:30 tối. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Chúc các bạn có một tuần học tập làm việc thật là tốt, thật là hiệu quả ha. Chúc mọi người một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.